Thì hôm nay mới làm xong cái set bô với lại cái set đèn, chuẩn bị cho ông chú ông đi về lại Đà Nẵng mấy bạn. Con này là con Chaser 9, cái con này là con mẫu mới. Giá thời điểm lúc mà nó mới ra mắt hình như là khoảng tầm 300 mấy chục chai. Còn giá thời điểm bây giờ xe mới thì bao nhiêu là mình cũng không rành nữa các bạn. Mình thấy ở trên hội người ta bán lại đâu đó loanh quanh khoảng tầm 2 xỉ mấy. Còn cái con này là về gấp, về khung sườn, về cục máy hầu như là nó sẽ giống 100% với lại cái con MT09. Nó chỉ khác nhau là hình như là cái phần sườn đuôi với lại cái bộ khung sườn đuôi với lại cái phần dàn áo là nó khác thôi. Chứ còn hoàn lại là về khí đồng học giống như là mâm, giống như là phuộc heo, giống như là sườn chính là giống như 100% mấy bạn. Con này là ông chú loanh quanh cũng khoảng tầm 40 mấy tuổi rồi, trang bị một cái số đồ gọi là công năng đặc dị để thực hiện cho những cái chuyến mà gọi là tour mà đường dài. Thì nói với Chaser 09 là một trong những cái con xe mà mấy bạn sẽ đi những cái đường hỗn hợp rất nhiều hoặc là đi những cái cung đường xa dài ngày, nên là về thiết kế khí đồng học của nó là nó sẽ cho anh em cái tư thế ngồi nó cực kỳ thoải mái. Thứ nhất là về phần ghi đông nó sẽ cao và phần yên nó sẽ chủng xuống chứ nó không có quá chồm. Mấy bạn sẽ thấy nó giống như CB500X, nó giống như những con như Duty Multistrada đó, là cái phần yên nè lúc nào nó cũng chủng xuống và phần ghi đông nó sẽ cao lên để cho anh em đi những cái tour đường dài. Đối với những cái xe nét mà các bạn đi những cái tour mà khoảng tầm 100-200 cây quay đầu thì mấy bạn sức trẻ hoặc là những anh em trung niên thì gồng gồng đồ vẫn được. Chứ còn mà đối với những anh em mà ở độ tuổi bắt đầu là ngủ tuần á, mấy anh em mà đi mà tour những cái tour xa 500-700 cây trong ngày là đi những cái con nét như CB1000 hoặc là Z1000 đi, mấy bạn sẽ cảm giác rất là đừ mấy bạn. Dạ, con này là nó sẽ thích hợp cho những anh em nào mà thích cái độ thanh cảnh nhẹ nhàng nhưng mà trong cái động cơ của nó vẫn có cái độ mà mạnh mẽ của tuổi trẻ. Con này thì về nước đề nước hậu thì không có gì để bàn, very good rồi. Cái nếu mà mấy bạn so mà chung phân khúc với nó thì sẽ có Tiger 900, nhưng mà con Tiger thì về của Triumph thì cái cục máy nghe nó sẽ không hay bằng cái cục máy của con Chaser này. Như con này thế con Tiger 900 thì trước mình cũng hình như mình cũng có review anh em một lần rồi, mình cũng chạy test cho anh em coi luôn rồi. Con này hiện tại là mình là 1m65, mình ngồi chống hai chân cực kỳ thoải mái nha, không có quá nhón. Nói chung là mấy bạn có thể chạy trong hẻm với chiều cao 1m65 vẫn vô tư bình thường, không vấn đề. Và cái ghi đông nó khá là cao, cái này nó hơi chồm đúng thôi. Còn đúng mà anh em mà muốn chạy khỏe nữa, mấy bạn có thể nâng ghi đông lên, đưa cái form nó ra ngang cỡ này nè, các bạn sẽ chạy cực kỳ khỏe. Cái đó là về thứ nhất là về tư thế ngồi. Thì con này khi mà anh em mua về, mấy anh em sẽ đầu tiên là mấy bạn nếu mà anh em mà đi mà tour nhiều hoặc là chạy tốc độ cao nhiều quá, chạy tốc độ cao nhiều thì anh em nên lên cái phuộc sau. Tại vì cái phuộc sau của con MT09 và cái con Chaser này là hầu như là như nhau, cái phuộc sau cực kỳ dở mấy bạn, cái phuộc sau yếu lắm. Anh em chỉ có khi nào anh em chở đồ nặng hoặc là anh em đi hai chạy tốc độ cao, đi vô mấy cua lơi mấy bạn, hoặc là mấy bạn đi đường đèo mấy bạn sẽ biết được cái phuộc sau nó cực kỳ dở. Cái phuộc trước thì cũng tương đối ổn, không đến nỗi quá tệ, nhưng mà cái phuộc sau nó rất là nhão anh em. Nên là anh em mà đi mà chở nặng mấy anh em vô cua là cái đuôi cái sườn nó nhịp rất nhiều. Anh em nào mà thiên về mà gọi là công năng hiệu năng nên là setup một cái phuộc
Thì do cái tiêu chí đó là anh chủ xe anh cũng đã gắn luôn, ông chú ông gắn luôn cái phuộc này là phuộc Catech ha. Thì này nó chỉ có bình dầu chứ nó không có núm HPA. Phuộc này nếu mà mua mới lên quanh nó cũng khoảng tầm 21 22 triệu á. Phuộc Catech cho thằng MT09 Chaser. Catech thì mấy bạn sẽ thấy nếu mà đúng luôn Catech mấy bạn sẽ thấy gắn nhiều nhất trên cái dòng xe là Trident 660 là gắn nhiều nhất. Còn những cái dòng xe như Yamaha mấy bạn sẽ thấy rất ít. Đa phần Yamaha với lại Honda đồ mấy bạn sẽ thấy chết thương hiệu một cái duy nhất đó là Ulit là nhiều nhất. Còn cái phần cùm côn cùm thắng ông chú không gắn cái gì hết. Riêng về anh em mà chịu khó đi tour xa thì sẽ lên một cái kính gió. Kính gió này sẽ là cái kính gió cao. Cái này nó sẽ không có che được cái mặt anh em nhưng mà sẽ đỡ bạc gió vô trong người mình. Cái kính gió này nó sẽ đỡ bạc gió vô người mình chứ không có che được cái mặt đâu nha. Chủ yếu cái kính gió là để đỡ bạc gió vô người mình thôi. Khi mà anh em mình chạy tốc độ cao á, có thể là mình núp gió bằng cái khi mà mình đề ba tăng tốc á, có thể núp gió qua khỏi kính này ha. Tại vì gió lúc mà nó thổi tới kính này á là nó tạt qua khỏi đầu mình. Với điều kiện anh em phải khum cái đầu xuống ha. Chứ còn anh em mà để vậy là nó vẫn vô con mặt mình ha. Ở đây mà cái đẹp nhất ở trên cái con Chaser này là mình chấm điểm nhìn nó đẹp nhất là cái phần đồng hồ là một, cái phần cùm công tắc là hai. Cùm công tắc là siêu công nghệ luôn. Ở bên đây mấy bạn sẽ thấy là cái cùm công tắc nó giống như thằng Yamaha R1. Ở đây có cái nút set chỉnh menu nhìn bét phải liền. Bên đây là quá trời nút công năng đặc dị luôn, đèn đốm hai giáp đồ tá lão ông binh passing, cái cùm nó quá trời to. Ở bên đây các bạn sẽ có hai cái táp lô. Bên đây là nó hiển thị là tua máy với lại số với lại xăng rồi chip mod chạy báo tất cả những cái như nhiệt độ rồi số mo ABS. Còn đây sẽ có bốn cái đồng hồ hiển thị. Chạy chip 1 là có nghĩa là chạy cái hành trình là khoảng tầm bao nhiêu km từ A tới B, kiểu vậy như vậy. Ở đây thì ông chú thiết kế thêm một cái đồng hồ Chigi là camera trước sau. Thì cái này cái đồng hồ Chigi nó có công năng gì thì mấy bạn có thể lên Google search giúp mình hoặc là coi những cái clip cũ mình có lên rất nhiều xe rồi. CV1000 neo với lại thằng MT07 với lại MT09. Mình lên đâu đó khoảng từ 3-4 xe rồi. Nên anh em có thể coi lại giúp mình. Và mình chấm điểm cái giao diện của con này là 8 trên 10 điểm nha. Nhìn nó cực kỳ sắc nét. Và khi mà cái hình nền nó xuất ra nhìn nó cũng mướt lắm chứ không có thua gì Google rồi các bạn. Nhìn cũng mượt lắm. Do là cái xe này là để thiết kế mà đi tour xa nhiều hoặc là đi những cái đường off-road nên là ông chú thiết kế thêm hai cái bộ chống đổ bảo vệ tay lái này. Thằng này thì nó mục đích là khi anh em đi đường rừng á chạy nó đỡ bị quẹt vô tay là cái thứ nhất. Cái thứ hai nhiều khi để đỡ bị quẹt vô những cái cùm thắng để mình bị mất phanh. Cùm thắng cùm côn là ông chú vẫn để zin. Ở đây ông chú sẽ thiết kế một cái bộ chống đổ khung của thằng SW Motec, hãng này cũng rất là nổi tiếng mấy bạn. Xét đèn ở đây ông chú sẽ sử dụng hai cái đèn nằm ở trên cái đầu đèn, thêm hai cái đèn logo L7 nằm ở dưới cái khung chống đổ. Nhiều đây mà các bạn không đủ quạt điểm sáng để đi tour nữa thì không biết bao nhiêu mới là đủ. Bốn cái đèn này là quạt là đi là tới ông mặt trời luôn rồi. Ở đây thì mình có hai cái đèn xi nhan motor gắt ghép. Cái này là new, hiện tại new bây giờ ở ngoài thị trường người ta bán là 1.980.000 cho một bóng. Kết hợp thêm hai cái lông đền CNC. Một cặp này khoảng tầm trăm mấy anh em. Ở đây có một điều rất là thú vị của xe ông chú đó là ở trên đây. Này, Quang cho anh em coi cái xi nhan. Đây là ban ngày ha, sáng cực kỳ. Còn cái đèn xi nhan zin của Chaser mấy bạn sẽ thấy nó dở một cái là đi một thời gian nó hay bị lỏng cái cao su, nó tuột cái bóng đèn ra ngoài. Còn cái này thì mình sẽ sử dụng cái lông đền trong ngoài là nó bắt cứ ngắt rồi, chắc không rớt nổi đâu. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái set trợ lực của MT09 Chaser. Ở đây thì mình sẽ có một cái bắt CNC bắt hai điểm ở trên cái ghi đông.
thòng xuống đây. Ở đây thì sẽ có một cái giá bắt từ ngay chỗ cái ổ khóa đưa lên, và bắt ở trên đây là cái tư thế nó sẽ nằm na ná, nó giống như của Duty Street Fighter mẫu mới với lại Duty V4, là cái trợ lực là nó sẽ nằm ở trên đầu, nhìn nó cũng rất là gọn mấy bạn. Chứ còn mà khi mà anh em mà chế cái trợ lực mà nó nằm ở dưới đây á, nó nằm ở dưới thùng xăng cực kỳ cao và nhìn nó cũng xấu lắm, nhìn nó bị cồng kềnh. Còn hai mà anh em muốn gọn nữa chỉ có bắt ở dưới đây thôi, bắt ở dưới cái chảng ba dưới thôi, chứ không thể nào mà gọn được. Còn cái này là cái camera ha, camera trước. Đây là cái camera sau. Còn cái bô này là cái bô mà hồi hôm qua mình mới tặng cho ông chú nè. Cây này là cây AK Bovic của BMW bản M. Hiện trạng cây bô là nuột tựa lông hồng, chưa một vết xước nha các bạn. Carbon còn mới ken sờ ben. Khi mà gắn vô đây mình sẽ thiết kế thêm một cái khúc clip on, bắt đầu từ cây bô xuống tới ngay chỗ cái ngã ba chữ A. Mình cho anh em nghe thử cái tiếng bô. Cây này thì lon dài nó sẽ nghe nó im hơn là cái lon around của ông chú hôm qua chạy tới rồi. Nhưng mà nó cũng không có im lắm đâu. Ông chú rồi im ru bờ rù thì bắt buộc phải gắn tiêu, không thể nào mà nó im như chó thở được. Từ cái bản thân cái con MT09 khi mà anh em nổ máy á, cái tiếng máy nó cũng khá lớn. Để mình bịch cái bô này cho anh em nghe ha. Thấy không? Bản thân cái bô im ru là cái máy nó cũng lớn hơn những cái xe thương mại bình thường. Hiện tại là cái bô này đang nổ garanti. Khi mà xe mà sáng mà anh em mà chưa có nổ máy á, thì chịu khó mình cho nó nổ lô đai khoảng tầm đâu đó khoảng 30 giây cho tới 1 phút, cho nhớt nó bơm lên đều một cái mình mới nẹt. Bữa là ông chú ổng gắn cái cây bô arao á, nó nằm sải dưới đây nè. Đâm ra là nhìn nó cái bô nó sệ thấp xuống quá, nó mất cái form của xe. Giờ mình đã thiết kế đưa nó lên cao tí xíu rồi, canh cho nó cân đối. Tại vì lúc nào mấy bạn cũng sẽ lấy điểm chính điểm phụ, nó sẽ có hai điểm để anh em giống. Ví dụ mấy bạn muốn cho nó song song với cái sườn đuôi thì phải giống song song với sườn đuôi, hoặc là mấy bạn giống song song với cái sườn chính là phải bắt buộc song song với sườn chính, là cho nó ngắn lại tí xíu thì nhìn nó sẽ đẹp. Chứ mấy bạn cứ nữa nhìn nó sẽ không có điểm chính điểm phụ, nhìn nó không có điểm nhấn, nhìn nó sẽ không có đẹp mấy bạn. Nếu mà cái cây bô bản M này mà titan nó còn đẹp ken giống vậy, chưa một vết xước á, mấy bạn mua ở ngoài thị trường thấy mấy anh em bán đâu đó nó rơi vào khoảng tầm từ 15 triệu rưỡi cho tới 16 triệu rưỡi một cái set bô bản M giống vậy, là hàng đẹp len ken nha. Còn mỗi khúc dip on titan nối từ bô xuống tới cái ngã ba thì nó sẽ dao động từ 2 triệu 2 cho tới 2 triệu rưỡi cho một cái set phi 60 vô tới cái ngã ba. Rồi giờ chuẩn bị đem xe giao qua bên khách sạn cho ông chú, để ông chú ông đi về Đà Nẵng mấy bạn. Rồi mấy anh em nào mà có nhu cầu dọn xe thì mấy bạn cứ alo cho mình 0903 678 918, gặp Mr. Ken. Rồi giờ chuẩn bị xong cái bô cho ông chú rồi, với là hai cái đèn xi nhan motor SG. Giờ giao xe qua quận 3 cho ông chú rồi. Cho nằm trên đường nào, 7 cây máy, 9 cây máy luôn. Đi về hướng Tây Bắc, sau đó rẽ trái. Lý Tự Trọng. Rẽ phải vào hẻm 434 Bình Quới. Nằm trên đường Võ Văn Tần. Rồi. Thank you.
văn tần, võ văn tần hả? Võ văn tần vậy là mình phải đi đường võ văn tần là mình phải đi đường Thọn Rùa. Quậy 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 luôn mấy ơi. Sang ngay, sang ngay, sang đi nếu ơi. Sang luôn rồi nếu ơi. Tay bên anh ơi. Đây bên, đây bên. Chỗ này bên này đã luôn á. Đây bên này chắc ba sĩ mấy quá. Đổ tròn 300 đi. Rồi, cảm ơn. Chứ đi mấy cái đường Sài Gòn giống vậy mấy bạn 1m65 mà đi chơi sơ vẫn vô tư, sợ mấy bạn chưa bao giờ đi mấy xe lớn bao giờ đó, thì sợ. Còn ví dụ mấy bạn đã từng đi xe lớn rồi đó, thì không vấn đề. Tay xì tay không? Oh.
bây giờ mình mới thấy được cái sự lợi hại của cái khí chiếu hậu khi mà đi trong phố. Nói trước nói sau, VIP. Quay, tới luôn đi ơi. Giờ xe dòng chú rồi, bút ráp về lấy băng tải đi Tây Ninh á. Đây, có một anh tôi nữa kìa. Đường luôn trái. Có đường luôn trái. Chỗ này là chỗ mấy idol hay tụ tập chủ nhật nè, trong đó có mình nữa. Thẳng qua bản luôn là Võ Văn Tần. Chi cục thuế. Nhờ lố một cái một và hoành lại xa lắm. Chương định luôn. Chi cục thuế quận 3 nằm nơi mô. Hôm nãy không đi bán tải, bán tải kẹt cứng ngắc. Lên tí xíu nữa. Dạ không. Bảy chục mét. Nó im hơn cây bujin 30% thôi chứ không hơn nhiều anh. Tại vì cái cây ngắn mà ara quật đó là trong những cây mà lon ngắn là im nhất rồi. Về thôi. Chuẩn bị đi Tây Ninh. Sao vậy? Đường đi đường nào nhanh? Thường hả?
quành ngược lại đi 3 tháng 2 thẳng một phát một là về tới nhà luôn. Nhưng mà sợ đường đó hơi đông. Đi Nguyễn Thị Minh Khai thẳng về số biết là tỉnh là gần nhất, mà sợ cái đường nó đông.